sau đây sẽ cho các bạn xem clip đầu đời của mình, vlog số 1. Đó là mình nổi lên như một hiện tượng. Sao mày mặc xìm? Cái gì đây? Anh ơi, anh bảo. Ừ. Đấy. Sao? Em đã bao giờ, từ hồi trước ấy, cái hồi mà mới quen anh ấy. Ờ, đợt đấy là em đã xem clip của anh bao giờ chưa? Hồi mới quen là năm kia. Ừ. Hồi đấy thì biết anh rồi. Biết rồi à? Thế hồi đấy đã xem các clip mà anh làm về tiếng Nhật rồi chưa? Rồi. Rồi á? Có ấn tượng gì hay không? Thì từ trước đến nay thì kiểu em cũng ít dùng mạng xã hội ấy. À. Thành ra là về mảng tiếng Nhật này biết mỗi anh. Trước khi quen anh thì biết mỗi anh, còn những người khác thì không biết. Không hay dùng mạng xã hội. Thế khác nào low tech? Không phải hẳn là low tech, mà hồi đấy là ở bên Nhật kiểu thời gian chủ yếu trường em cũng kiểu nhiều cả đai ấy. Ừ. Xong rồi bài tụ cũng nhiều nữa, nên thành ra là kiểu không ít lên mạng các thứ lắm. Đến mức mà mẹ nhắn tin mà một tuần sau em mới trả lời ấy. Kiểu rất là bận ấy. Nên là thời gian chính chủ yếu là kiểu đi làm với đi học thôi. Ok, thôi thì kệ em. hôm nay anh muốn cho em xem một cái clip tiếng Nhật mà không phải clip, về clip mà anh làm về tiếng Nhật. Ừ. Mà nó từ lâu lắm rồi, từ cái hồi mà anh mới làm video ấy, để cho em. Cái hồi đấy thì có khi em biết đấy, tại vì cái đợt đấy em nhớ là em vẫn học trường tiếng, em cũng mới sang Nhật luôn. Và cái đứa cùng phòng thì nó suốt ngày nó xem video này, nó cười ấy. Rồi nó cứ bắt em xem cùng. Thế là lúc đấy em cũng biết qua anh, em biết anh là từ hồi đấy luôn. Nhưng mà em mà chỉ biết mỗi anh thôi. Thấy anh tính nói tiếng Nhật hay. Nhưng mà hồi đấy em xem nó cười không? Cười chứ, hai đứa cười rách cả ruột mà xem đi xem lại ấy. Thật không? Ừ. Bây giờ xem lại liệu có cười không? Chắc là cũng nhớ đấy. Ok ok. Bây giờ chắc là cái clip đấy anh cũng chưa biết nó là clip nào, nhưng mà thôi thì để anh cho em xem clip đấy, xem hôm nay coi như một clip mà react. Ừ. Cho em xem những video mà anh đã từng làm xem nó như thế nào nhá. Ừ. Quên. Có khi mấy cái video cũ lắm của anh ấy có khi em chưa xem đâu. Video cũ à? Từ cái hồi dùng cái điện thoại lởm vãi luôn quay video. Nhưng mà hồi đấy anh rất là nổi. Mọi người ở trường em ai cũng biết anh luôn. À. Ừ. Kiểu hâm mộ ấy. Thích nhỉ, hồi đấy nổi, bây giờ không nổi nữa. Chả ai biết đến mình nữa. Hức hức. Ok, bây giờ anh sẽ vào kênh YouTube của anh. Chắc chắn đây là kênh YouTube của mình. Đấy, kém cai hoa thì làm thế nào bây giờ? À, nhân tiện đây là nếu anh em nào mà chưa đăng ký thì nhớ vào đăng ký kênh của mình. Em đăng ký chưa ấy? Em đăng ký rồi. Đăng ký rồi à? Ok, rồi. Những clip mà gần đây thì không nói em gì. Những clip gần đây thì ngày nào cũng xem rồi. Có thể nói đây là một fan rất là trung thành của mình. Ngày nào về mình cũng nghe được tiếng clip. Thực ra anh nói thật là mấy clip mà anh làm ấy, nhiều khi anh xem anh không buồn cười đâu. Tại vì bản thân anh làm ra thì làm không gì? Không, nhưng mà không có số giống như là kiểu anh ăn một cái đồ mà người khác mua cho anh nhưng nó sẽ ngon hơn là cái anh tự bỏ tiền ra, đúng không? Không, nhưng mà có một số clip mà anh tự làm ấy thì thì anh cũng thấy nó hay thật, nhưng mà đôi khi có đa phần là các clip là anh xem lại anh không buồn cười. Nhưng mà tại vì em ấy, em có phần nhiều anh nghe lại đâm ra anh sẽ buồn cười. Gần đây là buồn cười nhất là cái ô mi dự ố kudasai. Mi dự ố hitotsu kudasai. Ồ. Cái đấy xem buồn cười, em xem phải mấy lần luôn. Ok, thì đây nó là những cái clip mà từ hồi mà anh mới up lên YouTube ấy. Từ 5 năm trước, 2015. Nhìn mặt ngu. Rồi bây giờ anh sẽ click vào từng clip một. Công nhận hồi đấy nhìn ngu vãi. Cái gì đấy? Cái này không biết nha. Sao mày mặc xìm? Cái gì đấy? Đây sao không? Số danh 17 Việt Nam. Ok. Quả xịt. Xin giới thiệu với cả anh em nhá. Cái clip này là cái clip mà hồi đấy là mình đi thi Ok. Nam Vương, hồi đấy là thi Nam Nam Miss and Mister ở người Việt ở trên đất Nhật. Hồi đấy nhìn khác bây giờ vãi, tóc dài này, mặt hồi đấy góc cạnh hơn.
Nhưng clip này hơi mờ nhỉ? Tại vì hồi đấy làm gì đã có... Em tưởng cái này phải quay dùng máy quay ấy chứ. Không, cái... À, đây là một cái video mà cái ông mà chụp ảnh hồi cái sự kiện này ấy. 2014 ấy. Ông ấy làm một cái đĩa, ông ấy gửi cho bọn anh. Bọn anh từng ông đào về rồi cắt riêng ảnh hai người ấy đẹp. Ảnh hai người ấy đẹp. Anh cắt riêng cái đoạn này anh up lên. Thực sự nghĩ lại thấy nó hơi thật. Mặc quần xịp lại còn đi giày mà nó quê vãi. Ai cũng thế kìa hả? Anh quần đỏ ở sau nhỉ, nhìn cũng ấy kinh cơ bắp kìa. Úi giời. Cái quần này bây giờ vẫn giữ. Sao? Nhìn người trước này, mặt này. Uầy, thế là đấy có được giải rút thì không? Thực ra là mình các cuộc thi thì anh không có may mắn lắm, đa phần đi đều gọi là không mặc áo lót lòi cả tí ra. Lòi cả tí. Đa phần là anh đi làm nền cho người khác rất là giỏi. Có anh làm đền thì mấy ông này mới được giải ấy. Chứ sao anh, ông kia đeo kính râm vậy? Thì tức là đây là phần thi mặc bikini là trên biển nhưng mà anh này xương lòi cả da này, không có sơn, không múi miếc gì cả. Còn đi giày quê cực kỳ. Mà mấy ông này là có cơ, thế nên là nhìn nó còn ăn thua, chứ còn mình nhìn ngu vãi. Rồi tiếp nhá, ngại lắm. Tiếp đến này. Đấy là à đây, phương pháp học tốt tiếng Nhật. Cái này là cái clip mà lần đầu tiên anh làm. À đây, clip đầu tiên. Thế thì không phải là cái clip em xem rồi à. Ui dồi, sao tóc kìa. Môi hồng thế. Ui. Hồi đấy quay là Samsung. Cũng không đến mức nữa. Samsung S5 hay S4. Mặt mịn thế. Em nhìn các hiệu ứng hồi đấy mới làm này. Nhìn quê nhỉ? Làm thế nào để nói tiếng Nhật trời còn... ơi. Đấy. Anh còn không giấu ấy. Cái clip này ấy, hồi đấy là anh sửa một cái phần mềm trên Windows anh mới mày mò. Nó tên là Corel. Hồi đấy là anh làm một cái phần mềm là Corel. Nhưng mà nói chung là nó cũng mù mờ lắm. Toàn là anh tự kiểu tự vào tự tìm hiểu từ đầu đến cuối ấy, mà làm luôn đấy. Nên nhìn khác. Phong cách cái gì? Em anh ấy. Không, như là nhìn mặt vẫn mịn. Nhìn mặt vẫn mịn. Mình cũng không rõ lắm. Bởi vì mình không hiểu về tiếng Anh. Vậy thì shadowing tựa là gì? Nhưng mà nhá, em thấy công nhận mặt anh hơi giống người Nhật. Thì căn bản chắc mắt anh một mí. Nhìn hơi kiểu một mí thôi. Nó cũng vừa một mí mà đôi khi nó lại một lại hai mí, nó không hẳn là một mí. Với cả anh thấy hồi đấy mắt anh híp hơn bây giờ, về Việt Nam chắc là mắt to ra ngu quá, ngủ nhiều quá. Không phải sao? Nhìn cái rồi, mắt to ra chắc là về Việt Nam nhìn ngắm bưởi gặp dưa hấu nhiều quá. bán hoa quả nhưng mà nhưng mà ai vuốt keo cho anh đây? Cái này ấy, là ngày xưa nói chung là tóc tai là anh rất là cẩn thận. Ngày xưa anh vuốt keo và sử dụng máy sấy các thứ ấy, rất là chuyên nghiệp luôn. Thế nên mới bị hói như bây giờ. Dùng nhiệt nhiều. Dùng nhiệt nhiều, anh cũng không rõ, nhưng mà thôi bỏ đi, đấy là một câu chuyện buồn mà. Đấy, nói chung là ngày xưa ấy là khi nào mà quay clip này ấy, là phải trải chuốt các thứ kinh nhá. Em, các bạn hãy nhìn đây, gương mặt này và gương mặt ở trong clip khác nhau không? Thực ra như thế cũng khác nhiều lắm. Không, nhưng em thích anh để đầu sau hơn đấy. Khoảng một bài hát nào đó do người Nhật hát. Tại vì nhá, thì bạn chọn ra nhìn anh để tóc ấy, nhìn mặt dâm dê lắm. Không phải dâm dê. Nhìn nó cứ dâm dâm. Thật sự. Tua đi tua lại rất là nhiều lần. Và nói, bắt chước theo nó như một con vẹt. Giả sử như này. Sạch. Kiyo de. Hiệu ứng ở tách như mềm đúng không? Tôi chiều đều ạ. Ami ga furu de shou. Ashita. À, thế không phải clip này là clip đầu tiên anh xem của anh rồi. Từ cái đoạn này, cái đoạn đấy muốn thể hiện mọi người biết là đã từng nghe cái bản tin thời sự cái Tenkyo của Tenkyo, xong rồi diễn lại như kiểu bắt chước giọng người Nhật ấy. Công nhận là cái hồi mới sang Nhật đấy, đa phần là cái có một cái chương trình ở trên TV mà anh hay xem hàng sáng trước khi đi đến trường tiếng Nhất, đó là bản tin về thời tiết. Tenkyo. Ngày đấy nhà anh có TV à? Ký túc xá của trường tiếng hồi đấy nó còn ít người Việt, thế nên là nó vẫn được chu cấp rất là nhiều em ạ.
Nói chung là hồi đấy ký túc của anh khá là đẹp và đầy đủ luôn, không có gì cả. À nhầm, có đầy đủ tất cả mọi thứ, không có gì. Có thể các bạn không quen, thế nhưng mà tour đi tour lại rất là nhiều lần và nói đi nói lại rất là nhiều lần. Lúc nào các dạ, bạn cũng không khác nó, nhiều so với bây giờ, khác một cái tóc. Mình tin rằng chỉ trong nhưng mà mặt anh bây giờ gầy hơn đấy. Cảm giác như thế, hồi đấy sang còn béo. Khả năng nói chính là có bạn. Hồi đấy cũng tùy từng đợt. Có đợt thì làm đêm nhiều thì đợt đấy gầy như cá mắm. Còn cái đợt mà mới đi làm thêm ấy, hồi đấy có một cái món ở trong siêu thị nó gọi là chicken number ấy. Ngày nào làm ca sáng xong rồi chiều đi học là cũng ăn cái đấy vào, nó béo nhanh cực kỳ luôn ấy. Có mayo mà. Ừ, có mayone cái đấy. Béo. Ừ. Hoặc là video nào để bắt chước gà rán. Thì hồi còn ở trong. Em nhìn để cái phòng ở bên Nhật nhìn nhớ đúng không? Nhưng em không ở cái phòng kiểu hoa kiểu này, em ở cái kiểu Leo Palace sữa ấy, nó hiện đại hơn. Leo Palace sữa, anh nghĩ cái tường đều có cái tường. Không, cái... nó là tường cross sự, cái tường họ dán màu trắng hết rồi. Cái này cũng là tường cross sự mà. Nhưng mà cái này của anh này, anh nhìn này, cửa theo cái kiểu hoa ấy, chứ không phải cái kiểu hiện đại là cái kiểu cửa như tay nắm như bây giờ, chứ không phải kiểu... Không, cái cửa ra vào của bọn anh thì nó cũng là cửa tay nắm, nhưng mà ý anh bảo là cái tường ấy, là nó cũng kiểu gỗ với cả cross sự như này mà. Không, tường của em là nó là tường cross sự hết luôn. Trắng từ đầu đến chân giống như kiểu phòng kiểu Leo Palace sự ấy. Biết rồi. Cái phòng hiện đại ấy. Chứ nó không kiểu qua kiểu này. Tiếng ấy, có một chương trình mà mình cảm thấy nó rất phù hợp với cả người nước ngoài của mình vào mỗi buổi sáng. Các bạn biết đấy là gì không? Đấy là chương trình dự báo thời tiết. Cái clip này anh xem xong được bao nhiêu view thời tiết, các bạn vừa có thể biết. Trong một đêm nổi lên trong không như hồi mới điên à, hồi đấy mới làm chả ai xem đâu mà. Đúng cái này là sau khi mà anh up lên Facebook rồi thì thì sau đấy thì mãi sau anh mới làm kênh YouTube, mà anh biết YouTube là cái gì mà hồi anh nổi lên là từ Facebook hay từ là Facebook gì? Thế thì chúng ta là cái clip mà em xem mới là cái clip nào anh nổi lên đúng không? Đâu thế, cái lý do du học đấy. Thì sau ghi vlog vlog một vlog một tức là sau đấy một năm thì anh mới up lên. Thế là hồi đấy anh chưa nổi. Hồi đấy chưa nổi. YouTube anh tạo ra anh up một cái clip vớ vẩn lên thôi. Đấy, đây clip đấy đây. Đăng rất là linh tinh. Rồi các bạn ạ. Sau đây sẽ cho các bạn xem clip đầu đời của mình, vlog số 1. Đó là mình nổi lên một hiện tượng. Công nhận là từ clip này bắt đầu. Đây đúng mình có cái dai đấy. 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 Cái hiệu ứng này là học của thằng JV. Hai cái chữ mà hai chữ chạy vào. Hồi đấy nhá, hồi mới làm clip ấy, rất là bảo thủ luôn, phải đòi băng được, phải tìm ra cái chữ này băng được thì thôi. Tất cả các loại chữ nhá, tất cả các loại chữ cái loại hiệu ứng ấy thì không bao giờ chấp nhận, nhưng mà cái kiểu chữ này phải tìm và làm băng được, giống JV băng được thì mới chịu. Kiểu hâm mộ quá fan cuồng ấy. Còn cái giáp cái này là tự anh nghĩ ra, thề con chó là đi bắt chước ở chỗ khác, cái này là tự anh nghĩ. Bởi vì tự nhiên anh thấy chữ JAV này nó cũng chính là chữ cái đầu với cả chữ cái cuối này, cũng chính là Japan với cả Vietnamese mà. Thế nên cho luôn vào, thực chất là nó không phải là những cái điều xấu xa như mọi người nghĩ. Nó cũng xấu xa. Ok, xem tiếp. Cái này là lý do. Không chỉ riêng các bạn để tóc này nhìn hợp này, hợp hơn cái tóc của chúa nhưng mà nhìn mà vẫn dâm biến chất. Em nhìn thấy cái gì ở đằng sau ấy không? Thứ nhất là con này là cái thẻ Pasmo. Đúng rồi. Con này là con iPhone 6, hồi đấy iPhone 6 mới ra hot, cũng mua trả góp xong rồi bùng. Xong đấy bọn luật sư nó gửi về, nó còn kiện là nếu mà không trả tiền nó sốc banh thế này thế kia, cũng phải trả hết một cục luôn. Nhưng mà sốc banh trả thật. Hồi đấy em xin đổi từ mạng sốc banh sang AU ấy. Anh cũng đổi sang AU. Căn bản là mạng sốc banh cũ. Không phải AU, Docomo. Docomo thì anh cũng nghe bọn nó về sau, bọn nó bảo đổi Docomo, nhưng mà anh vẫn trung thành với AU. Tại vì anh thấy nó không có vấn đề gì, căn bản là cái mạng mới qua kiểu bị trường tiếng mấy bà Trung Quốc bài phổ biến cho ấy. Ông nào cũng dùng mạng SoftBank ạ. Lúc nào cũng mạng con chó. Mỗi một lần mua điện thoại mới ông lại về khoe cái móc chìa khóa. Hồi đấy là cái điện thoại gập với cả điện thoại trượt đấy. Thời em sang không có cái đấy. Không, sau này iPhone nó khác. Cứ ông nào mà đăng ký cái điện thoại đấy về la lại được cái hình con chó đấy. Em về sau nó mới hình thành ra cái cụm từ gọi là wifi con chó. Ok, đấy. Thì cái máy tính đằng sau hồi đấy chưa có MacBook. Nhìn Miracuti của Kirin lại thèm.
Ờ, công nhận em nói. Ờ. Hồi đấy bây giờ có chai Minute Cutie. Tại vì hồi ngày xưa em ở đấy là ngày cứ em cứ mua cái chai 1.5 lít ý, uống hết là em lại mua. Chai to đúng không? Em nhìn một phát, nhìn qua thôi là em nhận ra ngay. Ở đằng sau thì thích trà sữa lắm. Ở đằng sau này em nhìn mấy cái hộp này không? Có bằng. Mấy cái này là cái bằng, cái em này mang bằng về ấy. Bằng trường tiếng này, bằng bắt đầu làm là 2015. Hồi đấy là vừa mới tốt nghiệp trường đại học xong đi làm, xong là áp lực stress này kia. Nhìn ngủ mãi. Tại sao lại đi du học Nhật nhỉ? Nhìn không nhận, không nghĩ anh người Việt Nam. Để nhìn lại. Em ra không? Không phải, cái này là cái bằng cái mà đựng cái bằng tốt nghiệp ấy. Còn bộ vest này, bộ vest đi siêu này. Và là cái cà vạt này cũng thế. Tất cả tần tật cái bộ này, cái bộ đi siêu mua hồi đấy là cũng phải đến 2 man gì đấy. Thực ra người Nhật họ còn mua những cái bộ mà nó tầm 4-5 man thôi. Mình chịu, người nước ngoài của đời anh không đầu tư đến mức như thế. Cái hồi em đi siêu thì em lại mua một cái bộ hình như là có trường phát cho một cái voucher ấy để đi mua ấy. Thì là mua hơn 3 man một chút mà em đã sót ví lắm. Ở đấy có mấy cái hiệu nổi tiếng, ví dụ như là Aoki này, Aoyama này. Chỉ có thế thôi. Biết mua hai thương hiệu đấy, các bạn là đi đâu cũng nhìn thấy. Loại siêu cắt, siêu cắt support tổng. Cứ kiểu như là một hay sao ấy. Cảm giác thì vào nó cứ giống nhau ấy. Nói chung là anh nghĩ là vét cho mấy ông xã Cai Dinh 53-54 thì nó còn khác. Chứ còn vét đi siêu thì anh thấy ở chỗ nào nó như nhau cả. Nhìn nó hơi nhưng mà nhìn khám thật. Em mặc cái bộ đấy nhìn em khám khú. Không, nhưng mà anh nghĩ thứ vét của Nhật đẹp so với Việt Nam. Không, con trai thì mặc rất là đẹp, nhưng mà con gái mà nhưng mà công nhận là vest của con gái nó mặc rất là vừa người, tại vì nó có những cái size rất là nhỏ ấy. Người em thì kiểu hôm xưa cũng nhỏ ấy, mặc cái size của nó rất là vừa luôn, được cái là như thế. Nhưng mà thật không thể cái gì khắm bằng cái bộ vest. Ok, tiếp xem. いろいろな国がありますけれども、その中でなぜ日本を選んだのか、日本へ来るきっかけっていうのは何でしょうか。ぜひ聞かせてください。お願いします。 em xem cái này đấy, xong rồi xin chào các bạn em cũng hâm mộ anh nhưng mà em sau đấy em lại không xem nữa, tại em không phải thuộc người và ngay sau đây buổi phỏng vấn của chúng ta sẽ bắt đầu. Thì câu hỏi đầu tiên là có rất nhiều các quốc gia để các bạn lựa chọn, thế nhưng mà trong đó tại sao các bạn lại chọn Nhật và lý do các bạn đến Nhật này là gì? Nhưng mà công nhận anh đeo kính hợp đấy. Thực ra là cái câu hỏi mà lý do đến Nhật này là đi phỏng vấn. Chỗ quái nào cũng bị hỏi, nên mình lâu ra mình lấy cái này làm clip luôn. Là công ty của bố em. Cái mặt mịn đấy. Thực ra cái mái tóc này không, đây lúc nào quay clip sẽ cạo râu. Ok, còn để râu thì nhìn nó sẽ ra. Không, mà... ý em là da của anh mịn ấy. À. Chắc ở bên đấy nó sạch. Không, bây giờ da cũng mịn này. Bây giờ mọc nhiều mụn rồi. Mụn cái gì, nhìn cái mặt không có tí mụn nào. Cái mái tóc này là một trong những cái mái tóc mà anh thích nhất. Tại vì nó giống Hàn Quốc ấy. Hai bên này thường là nó để xẹp giống như này. Đẹp hơn cái tóc hoa hậu. Trông như này thôi, nhưng mà còn vuốt keo, còn uốn các thứ ở trong nó dày, hơi mất thời gian luôn. Nhưng mà hồi này bắt đầu cũng hơi bắt đầu hói ở trên đỉnh này. Bắt đầu dùng. Chắc là dùng nhiều nhiệt quá. Rồi. Có làm ăn với cả người Nhật nên bố em muốn là em sang học quảng môi và sau đó về quyến rũ. Dạ, ông nào cũng bảo mình môi dày. Bởi vì là em rất thích một truyện tranh của Nhật Bản. Ví dụ như là Doraemon này, rồi nhóc Mazuko, rồi Naruto, rồi vân vân. Nói chung là em muốn sang Nhật để có thể được đọc nhiều truyện tranh Nhật hơn nữa. Mình không hiểu sao mà đấy mình diễn thành những cái đoạn củ chuối ngu si này.私はベトナムへ帰って会社を作りたいですから日本へ来ました。ちょっと何何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 
Ly hong e kimashita. Ly hong e kimashita. Ngày trước tôi còn 10 điểm xem là nó học được lòng. Sau cái hôm học văn nó nói lại y xì từ đầu đến cuối mình. Mình bảo không biết sao ngày xưa mình lại nghĩ ra những cái đoạn của chuối này. Ôi đau bụng quá. Nhìn mặt thì dâm vậy chứ. À, cái này cũng đẹp dai này. Cái này nói chung là mặt anh cũng không khác gì bây giờ mà. Có khi anh để tóc này nhìn nó lại chất hơn. Học viện cai nghiện nữa chứ. Hey. Để được tóc tai đẹp, vuốt vuốt kéo các thứ. Giống mấy ông Nhật kiểu. Đẹp trai đẹp, thì kiểu mới có những yêu. Đẹp trai thì mới có những thực ra cái này là hồi đấy nó hot lên cái clip mà đẹp trai thì mới có nhiều người yêu ấy. Đấy, thế nên là đú theo luôn. Nói chung là, ui, bây giờ anh để ý trong clip có Cardi B sự ấy. Ui, nhìn thèm đấy. Nhìn thèm vãi ạ. Thực ra thì nhà em ở quê rất là nghèo. Bố mẹ em không có đủ tiền. Lại kiếm đâu ra cái khăn mặt đấy. Em ăn học. Cái này anh nó phản đối anh ấy. Khăn này là khăn của thằng cùng phòng đi làm bái tổ. Ơi đeo bái trưởng. Khóc rồi. Cái này đừng phản đối. Em không biết là đến bao giờ mới trả hết được nợ. Cái này tạm thời thì cứ cố gắng nhá. Thì nói thật là em chỉ muốn bố mẹ em về già được sung sướng. Bịa. À, cái bịa, cái bịa. Nhưng mà cái này cũng đúng với hoàn cảnh của nhiều người. Cái đợt đấy trường em cũng kiểu mọi người cũng kiểu diễn như thật. Soyurame. Soyurame-cho. Anh hợp đeo kính lắm. Công nhận hồi đấy nhìn mái tóc. Ôi mà cái này xem dài quá em ạ. Dài nhỉ. Ừ. Đấy thì hôm nay mình cho bạn cùng phòng của mình react một clip mà nói chung là cái clip này mình nghĩ nó là cái clip để đời của mình nhất. Lý do vì sao du học thì do du học. Nếu mà bạn nào mà muốn xem lại thì mình sẽ để link ở dưới này. Hoặc là các bạn có thể vào kênh của mình, nó có một cái playlist các video hồi còn ở Nhật ấy. Thì anh em xem lại xem hồi đấy vui nhá. Toàn những cái mà nó rất là chân thật. Nó xuất phát từ đúng những gì mà mình trải nghiệm. Tất nhiên là bây giờ nó cũng thú vị nhá. Chẳng quá lâu rồi. Bây giờ lo nhiều chuyện cuộc sống quá, đâm ra đôi khi nó hay quên hết những cái thứ ngày xưa. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ nhớ lại dần và làm video cho các bạn xem. Còn ok, cảm ơn em hôm nay đã react lại. Em có thể nói qua về cảm xúc của clip ngày hôm nay mà em được xem lại nó thế nào? Cái clip thì nội dung vẫn như ngày hồi đầu em xem ấy. Cảm thấy là nó đúng như những cái gì mà đúng như những cái con người mình đã từng gặp ở bên Nhật. Là những cái lý do ấy thì đấy đều là những cái người bạn của mình cũng có những cái hoàn cảnh như thế này ấy. Em cảm thấy là xem clip thì nó cảm thấy nó rất là chân thật. Tất nhiên là bây giờ clip của anh thì hướng tới học thuật nhiều. Nhưng mà nó cũng có xuất phát từ tâm ấy, thành ra là xem sao nhỉ, vừa kiểu cảm thấy đồng cảm vừa cảm thấy buồn cười ấy, kiểu thế. Thực ra nó cũng trải qua rất là nhiều thăng trầm đấy. Đâm ra là anh thì anh không bỏ được cái đam mê của anh này làm clip. Thực sự cái này nó xuất phát từ đúng cái đam mê của anh, và anh rất là mong muốn là truyền tải những cái gì mà anh biết tới cho mọi người ấy. Thế nên là mới theo nó tới bây giờ luôn. Thế nên là các bạn đừng để ý những clip mà nó nhạt nhẽo nhé. Bởi vì là mình cũng trải qua khá là nhiều thời gian mà nó chán ấy. Vật lộn. Ok, rồi, cảm ơn em và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hơi bị dài xàm xí ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like và subscribe channel Samurai Chan của mình nhé. Còn nếu mà có ý kiến thắc mắc gì thì cứ comment ở phía dưới. Ok, tạm biệt các bạn. Bye bye.